Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 22 đã khai mạc sáng nay tại Singapore. Đoàn Tổng cục Hải quan Việt Nam do ông Nguyễn Cung Bình, Phó Tổng cục trưởng dẫn đầu tham dự phiên họp. Diễn ra trong 3 ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 6, hội nghị sẽ thảo luận về những tiến bộ đạt được trong quá trình hội nhập và hài hòa hóa thủ tục hải quan ASEAN nằm trong lộ trình hành động thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Bên cạnh đó thì các tổng cục trưởng hải quan ASEAN cũng sẽ có các cuộc họp tham vấn về các đối tác đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và tổ chức hải quan thế giới. Theo báo cáo tại hội nghị thì gần như tất cả các hàng hóa trong ASEAN đến nay đã được miễn thuế. Riêng Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đã thực hiện giảm gần 99% các dòng thuế ở mức 0 đến 5% trong năm 2010 và dự kiến sẽ loại bỏ hoàn toàn thuế các loại hàng hóa này vào năm 2015. Bên cạnh việc tham gia các phiên thảo luận tại hội nghị, thì đoàn Việt Nam lần này còn sang tìm hiểu về công tác tổ chức hội nghị để chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức hội nghị các tổng cục trưởng hải quan ASEAN vào năm tới.